về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 của Bộ Công Thương. Tính đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được 55 công văn của các đơn vị xét chọn trên cả nước, đề xuất cho 234 doanh nghiệp thuộc 25 ngành hàng. Theo Bộ Công Thương, sau khi tổng hợp và xét chọn, Bộ Công Thương đã công bố danh sách sơ tuyển doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Danh sách sơ tuyển nêu trên được các cơ quan tổ chức xét chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp. Trong thời gian công bố danh sách sơ tuyển trên, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xét chọn tiến hành rà soát và đóng góp ý kiến đối với danh sách sơ tuyển trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018. Chương trình doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.